4 tháng 12 năm 2021, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã diễn ra tại Thái Lan với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Việt Nam. Ngay lập tức, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 1998 đã xuất sắc mang chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Nguyễn Thúc Thùy Tiên cao 1m7 và có số đo 82-61-91cm. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đạt vị trí Á khôi 1, từng vào top 5 và đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Thùy Tiên từng đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2019 tại Nhật Bản. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, Thùy Tiên được nhận xét là ứng viên sáng giá trong hành trình chinh phục vương miện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ngay từ khi đặt chân đến Thái Lan dự thi, cô gái 23 tuổi đã cho thấy tinh thần quyết tâm và sự đầu tư chỉnh chu. Với khả năng nói tiếng Anh tốt, người đẹp có thể trò chuyện và giao tiếp với các người đẹp khác của cuộc thi, cũng như có thể trả lời phỏng vấn rõ ràng, rành mạch bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cô còn có thể nói tiếng Thái, chiếm được tình cảm của người hâm mộ Thái Lan nơi diễn ra cuộc thi. Mang chuông đi đánh xứ người chưa bao giờ là việc dễ dàng. Thùy Tiên cũng đã gặp phải không ít khó khăn. Ở phần thi áo tắm trước thềm bán kết, dù bị ngộ độc thực phẩm, nhưng Thùy Tiên vẫn mang đến màn trình diễn tràn đầy năng lượng. Trong đêm thi trang phục dân tộc, người đẹp diện thiết kế tôn vinh ngành y tế với những nỗ lực bảo vệ sức khỏe người dân. Dù gặp sự cố, đôi cánh trong bộ trang phục bị rớt xuống, nhưng cô vẫn bình tĩnh xử lý sự cố và hoàn thành xuất sắc phần diễn. Trong suốt cuộc thi, đại diện của Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng và thu hút sự chú ý của đám đông để đến đêm chung kết. Thùy Tiên đã thể hiện được bản lĩnh của mình qua các vòng thi, từ áo tắm, dạ hội cho đến các phần hùng biện, ứng xử, cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái. Trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nhiều thông tin, hình ảnh của Thùy Tiên cũng được dân mạng đào lại. Ngoài những hình ảnh xinh xắn thời còn đi học, ít ai biết, Tân Hoa hậu đã có một tuổi thơ khá cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình. Ba mẹ ly hôn khi cô chỉ mới 4 tuổi, Thùy Tiên được dì ruột nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi thì chuyển ra ngoài sống tự lập. Theo học ngành ngôn ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Tiên đã phải làm thêm nhiều công việc để có thể trả tiền học phí và trang trải cuộc sống. Khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô không ngần ngại chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình của mình. Người đẹp từng cho biết bản thân không phải là một cô công chúa sống trong nhung lụa, nhưng cô may mắn vì có một trái tim đầy hoài bão, có sức khỏe để theo đuổi những ước mơ.